Chào mọi người. Mọi người, hôm nay thì nói thật là mình lại có một cái dịp mà vào nhà chú Huy Hùng. Thì là hôm nay thì chú con làm con ngan nó rất là to, và chú Huy Dũng thì hôm trước cũng đã nhắn tin cho mình rồi, bảo là hôm nay sang để thưởng thức cái tài nấu nướng của chú ấy bằng cái món ngan chiên xả mọi người. Thì mà nói chung là hôm nay mình cũng hơi bận nên mình cũng đến muộn, và các chú ấy đã làm xong hết rồi, bây giờ chỉ còn gọi là chờ để mình chế biến thành món thôi. Đây thì chú Huy Dũng thì chú cũng đã chuẩn bị một con ngan rất to mà chú cũng đã mổ sẵn rồi để mọi người nhìn này. Đấy, đã nằm yên trong chậu này, lát nữa chú sẽ thể hiện cái món ngan chiên xả riềng nhé mọi người nhé. Và sau đây thì mình sẽ quay review lại toàn bộ, thì trong cái quá trình mà mình quay video lại cho mọi người cùng xem, thì mọi người có ý kiến đóng góp như nào thì mọi người hãy để lại comment dưới mọi người nhé. Đây, bây giờ con ngan này mình sẽ chặt cái con ngan này ra để mình ướp với lại xả với lại riềng để lát nữa mình chiên nhé mọi người. Đấy, con ngan cũng rất là to, chú Huy Hùng chú sẽ chặt, lát nữa chú Huy Dũng chú sẽ chiên. Chém to kho mặn nghề của chú Huy Hùng. To luôn. Thậm chí chỉ chặt 4-6 miếng lên bột. Đấy mọi người. Chú chém to kho mặn là nghề chú Huy Hùng. Thực ra thì cái con ngan này chỉ lấy mỗi cái mình sẽ bỏ đầu cánh mọi người, mà chỉ trên cái phần có nhiều thịt thôi. Hôm nay cái món này phải nói là chắc là lát nữa mình mà ướp gia vị vào khả năng là nó cũng tuyệt vời không mà rời đấy nhỉ. Cần cái này cái phao câu này cứ chặt thế cũng mà miếng to thế được, ok đấy. Đây mọi người nhìn đi, một chậu thau luôn. Chặt to to này nó ướp cho nó ngấm vô nhanh. Đây là anh em mình nói thật với mọi người là đây là lần đầu tiên anh em mình làm cái món ngan chiên riềng xả đấy mọi người. Thôi thì cơ bản mình cũng cứ cải biên đi một tí cho nó ăn cho nó ngon miệng. Thực ra thì cái nấu nướng này nó do cái khẩu vị của từng người, ai mà thích ăn kiểu gì thì mình có thể là mình chế biến cái kiểu đấy, cứ biết làm sao được nó ngon cái miệng mình là được, nhiều người thích là được. Nhát một rào sắc thế nhỉ. Tự nhiên là chú Huy Hùng này chú cũng chuẩn bị từ vậy này. Đúng biết từ Canada về. Từ hôm qua tao rào mài tối hôm qua cả đêm qua thức trắng để mài rào sắc. Thức tròn đến nay đêm mài cái rào. Thứ chín là được. Có xét. Chú Huy Dũng thì giờ đang làm cái lòng mè của con ngan để lát nó mình đánh chiếc canh đấy. Các bạn. Đây xong rồi, bắt đầu mình sẽ ướp tối, ướp riêng xả thôi. Đấy mọi người, mình vì là cái món này là ngan chiên xả mới lại riêng mà, nên là cái gia vị chủ đạo của nó là phải có xả và riêng. Đấy thì chú Huy Dũng đang đập xả này, riêng và canh khô nhé mọi người nhé. Chỉ có là như thế thôi. Băm vằm cái đấy làm được. Băm xả thật là nhỏ nhuyễn thôi. Đây là mình mua riềng xay ở ngoài chợ, người ta đã xay sẵn rồi, lát nữa mình sẽ ướp cùng với lại cái thịt ngan này. Nếu mà hôm nay mà ướp mà chuẩn như thì cái món ngan chiên xả này chắc chắn là sẽ hết trước. Mình nhìn cái kiểu này chắc chốc nó gấp lặng đũa lắm. Đây hành khô mình
mình sẽ mình đang bóc hành khô, lát nữa chú Huy Hùng thì chú cũng đập luôn rồi. Đấy nó chỉ có thế thôi. Cái gia vị của nó chỉ có hành khô này, xả này và giếng. Giếng ấy mọi người cho có thể nhiều cũng được, ít được tùy nhé, nhưng mà phải có. Đấy. Các bạn ạ, súp nhé. Để mình sẽ cho ít súp này. Tới lên. Các bạn ạ, cho ít ít thôi, bởi vì tí ra nhưng xác định pha máu một chấm nữa các bạn. Không phải nhiều, không phải. Mì chính này. Đấy, mì chính. Ngũ vị hương ở chỗ mình gọi là húng liều mọi người. Húng liều. Húng liều. Mình dùng hai gói. Đấy, chú Hùng đang gói vũ ngũ vị hương. Có cái ông Tây, ông ấy hình cái người ta gọi là bột cà ri ấy các bạn. Đấy. Đấy, mình sẽ cho nó vào. Món này phải nói là ngon đấy mọi người. Nhìn đã thấy kết kẹt rồi. Nói chung là nhiều cái gia vị như thế này thì đảm bảo nó chắc chắn là sẽ ngon, không chạy đâu. Mình cứ luộc mãi hoặc là mình cứ quay mãi thì nói chung là nó cũng ăn nó cũng gọi là nhàm chán đi. Mình phải cải biên đi tí cho nó là lạ thì ăn nó ngon nhé. Đây hành khô thì mình đã xong rồi, bây giờ lát nó đập vào là ok này. Nguôi hồn chú sẽ đập hành khô nhé, khô đập nhỏ xong mình sẽ nhào đều với lại cái thịt ca này được. Thơm vãng. Và mình sẽ các bạn là mình húng cay nhá. Có được không? Bây giờ mình sẽ để trong vòng okay, mình sẽ ướp trong vòng khoảng tầm 15 đến 20 phút mọi người nhé. Xong bắt đầu mình sẽ cho lên cái nồi hoặc là mình sẽ cho lên cái chảo lớn để mình chiên thôi. Đấy, đơn giản thôi. Đảo hết nó lên nhá. Đảo đều lên. Đúng rồi. Đấy, các bạn. Phô xe nó lên. Chuẩn men luôn nó ra. Phải. Thì là tí là nó sẽ ngấm là ngon. Chú Hùng này cho đi xay lúa tốt, dẻo lắm. Ok, đấy, coi như đã xong rồi ấy. Bây giờ lát nữa mình sẽ chờ cho cái gia vị nó ngấm vào, bắt đầu mình sẽ cho lên chảo, mình quay thôi. Mình chiên thôi. Ok luôn. Đấy này lát nữa mình để mình quay cái thịt ngan mình đã chuẩn bị ở đây. Các bạn ơi. Rồi, bây giờ chờ gia vị nó ngấm xong bắt đầu mình sẽ cho lên bếp nhá. Chú sẽ thực hiện cái món ngan chiên giềng xả ấy mọi người. Các bạn ạ, đây lúc vừa là đã ướp xong xuôi đây. Và cái thời gian ướp là tầm nửa tiếng. Thì bây giờ là mình sẽ cho vào cái nồi to đồng thời mình chiên một mé luôn. Các bạn đây và mình cho chảo lớn gì nóng rồi. Rồi cái chảo này chảo ấy chưa như là tôi nó không nhúng vào bạc dầu ấy. Sau nhiều năm mình thất truyền về tới nhà mình. Các bạn ạ, ôi, chuẩn luôn. Cái này là mình chiên là phải nhiều dầu nhá. Ừ. Chọn đây, luôn. Nóng nhà mà đầu mình đổ dầu vào. Ngon. Nhiều xèo 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 xèo. Đấy mọi người. Cái món này nó thật mọi người là
tuyệt vời luôn đấy. Mà từ trước giờ anh em mình cũng chưa làm cái món này đâu. Nhưng mà hôm nay thì anh em mình nghĩ ra cái cách mình làm này để làm sao cho nó vừa phong phú cái món ăn mà vừa gọi là mình tích lũy được thêm những kinh nghiệm nấu nướng đấy. Nếu như mà ngon thì mình cũng chia sẻ thôi, còn nếu không ngon hoặc như thế nào đấy mình cũng sẽ nói luôn. Nhưng mà mình khẳng định với mọi người chắc chắn là sẽ ngon. Thì là mình ướp rất nhiều gia vị mà, nào là ngũ vị hương này, xả giềng và hành khô, nó thơm lắm mọi người. Đây bây giờ chảo đã nóng ra rồi và chú Huy Huy Dũng thì bắt đầu chú sẽ cho lên nồi để chú chiên thôi. Chú phải miếng to này ăn cái chú. Chú Huy Dũng thì là cái chú rất là khéo tay, món gì chú cũng có thể là làm được. Còn món đó mình kéo nó lên. Cái món đấy bí mật, đừng tiết lộ hết. Bạn nào mà con trai đàn ông xem là chắc hiểu ý đấy. Đấy thì kinh rồi. Đấy, dầu nó sôi rồi. Đấy, bắt đầu mình cho thịt vào này. Vắt tôm không mà thôi. Qua này đấy, tôm không đấy. Đây là toàn ngai cả các bạn. Wow, mặc dầu, chuẩn luôn. Wow, nó teo. Cứ làm một mẻ, cứ phải chiên một mẻ to này thì chiên nó mới nhanh được mọi người. Đấy. Wow. Cái mấy anh em mình thi thoảng cũng hay tổ chức ăn uống này, nói chung là nó cũng vui mọi người. Trong lúc mà làm mệt mỏi ngày cuối tuần mà thư giãn có những bữa ăn tinh thần như này thì nó nói chung là nó rất là hay. Giảm stress. Wow. Tạo động lực cho ngày hôm sau đi làm nó tốt hơn. Đúng một ngày nữa thì tuyệt vời. Đúng. Đấy chưa? Một mẻ à? Một mẻ luôn. Chơi tiếp. Chơi một mẻ luôn các bạn ơi. Chơi kiểu này có sợ quá tải không à Huy Dũng? Công suất này nó là công suất ngoài hàng à. 2000W cơ mà. thế thì kinh rồi. Như này anh. Rồi ngày xưa đó. Đấy mọi người. Chiên tôm không thôi. Cứ phải chảo lớn, ngoánh một mẻ này dốc bát luôn. Ngày xưa đã từng chiên tôm không, bây giờ mình lại chiên hàng ngang, chiên ngan. Chiên ngan ok. Đó rồi bây giờ thì mình cứ để cho nó chín rồi bắt đầu mình sẽ lật ngược nó lại là ok thôi mọi người. Đấy, đơn giản đấy thôi. Mình cứ để vào nhá. À. Khi nào mà xong xuôi thì các bạn lại tiếp tục. Khi xong xuôi. Khi xong xuôi tất cả lại về đúng không nhỉ? Bỏ ra luôn cái gì nữa. Các bạn ạ, anh em mình lúc nào cũng vui vẻ thế thôi nhá. Đây mọi người. Đây cái món mà các bạn, đây là món ngan chiên xả, riêng xả. Tất cả các thứ mình đã ướp. Đấy. Và sau khi mình cho lên chiên thì bây giờ là cái miếng thịt ngan nó đã chín các bạn. À, gấp đôi đĩa rồi đúng không? Các bạn nhìn này. Này là miếng đùi các bạn ơi. Này miếng đùi các bạn nhìn mình chiên ra ui dồi ôi trông nó giòn. Da rất là giòn luôn và miếng thịt nó rất là vàng các bạn ạ. Cái này mà ăn thì chấm với nước muối, nước chấm thần thánh mà mình đã pha vừa thì phải nói tuyệt vời. Nên mình lấy luôn cái nước chấm thần thánh cho quen các bạn. Các bạn này. Đây, cái nước chấm thần thánh vừa mình pha đây. Nên cái miếng thịt này mà chấm vào thì phải nói tuyệt vời các bạn này. Chấm luôn. Ừ, thơm lắm nhưng mà bây giờ ăn, nó còn nóng các bạn. Ăn trực tiếp luôn đi. Thơm lắm. Ok rồi. Ăn luôn đi. Nóng lắm. Thử miếng. Nóng lắm. Ok rồi các bạn này. Ừ. Quá ngon luôn. Nếu mà thấy hay thì cứ làm theo cái công thức của anh em mình nhá. Bảo đảm rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Dũng mày à. Chú Dũng mời là chú cho ra đĩa để anh em mình chuẩn bị lên mâm thôi mọi người. Tôi phải nói này là cái món này các bạn nó giòn thì thôi rồi mà quay mà mình đứng ở mình quay trong đây nhưng mà ra ngoài kia mình ngửi thấy cách 3 cây số vẫn ngửi thấy mùi. 3 cây số vẫn ngửi thấy mùi. Ui dồi ôi, nguồn lắm luôn đúng. Cái mùi này nó phải là cái mùi thơm ối giời ôi luôn. Đây một cái đĩa này đây mọi người này. Ôi, nó phải tế. Ôi, nó nóng lắm. Ôi, này. Ôi, giận này. Tuyệt vời luôn. Đấy, xong chưa? Đấy. Rồi, chú Dũng vừa rồi chú đã hoàn thành xong cái món mà ngan chiên xả riêng ấy mọi người. Mong mọi người xem video thì ủng hộ chú một lượt like, một lượt đăng ký nha mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Các bạn nhá. Nhớ ủng hộ anh em chúng mình nhá. Bye bye nhá. Ha, lên mâm nào.